Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn cách làm món hàu nướng mỡ hành. Thì dưới đây là những cái nguyên liệu cần thiết để làm món hàu nướng mỡ hành các bạn. Thì mình chuẩn bị là 2 kg hàu mình đã rửa sạch sẽ. Hành phi là 20 g, lạc rang là mình đã dập giã rồi nè, 100 g, và ớt sừng 2 quả mình băm nhỏ. Hành hoa thái nhỏ là 200 g. Với cái hàu này thì mình sẽ tách các bạn nhé. Mình sẽ cắt một chút cái diềm vỏ của con hàu này ra, sau đó thì mình sẽ dùng cái dao này mình sẽ cắt đứt cái phần cơ bám vào cái vỏ hàu này. Khi mình mà cắt đứt được rồi thì cái vỏ hàu nó sẽ tự nó tách ra luôn đấy các bạn. Các bạn hãy quan sát mình tách các bạn nhé. Đấy, khi mà mình tách ra cắt bỏ cái phần cơ ra thì nó vỡ cái vỏ hàu vào cái ruột hàu như thế này. Đấy các bạn hãy nhìn mình cắt thật cẩn thận đây. Với những cái con hàu này thì mình chế biến ra là như thể là gỏi hàu hay hàu nướng mỡ hành, hàu nướng phô mai. Thì cái món mà hàu nướng mỡ hành này là một cái món khá là đơn giản thôi mà cũng rất là ngon, nó không quá cầu kỳ. Sau khi mình đã tách hết lên này các bạn, đấy, mì con hàu của mình rất là béo và trắng rất là ngậy. Và khi mình tách cái vỏ hàu nó sẽ dính vào cái ruột của hàu này thì mình sẽ mang qua và xả vào cái vòi nước chảy các bạn nhé, để rửa sạch bỏ những cái vỏ hàu. Ăn thì nó sẽ không bị sạn màu, ăn bị sạn. Đấy, mình sẽ rửa lần lượt và rửa thật sạch hết những cái vỏ hàu này đi ở cái chỗ này. Sau khi mình đã rửa sạch hàu sạch sẽ các bạn thì mình sẽ bắt đầu đi chế biến cái hành này. Với mình sẽ cho cái hành là 200 g, mình sẽ cho vào một cái xoong này. Rồi sau đó mình bắt đầu lên gia vị là bột ngọt 3 g, hạt nêm 3 g, đường trắng 2 g, hạt tiêu 2 g, và dầu hào thì mình sẽ cho khoảng 10 ml hoặc 10 g nữa các bạn. Và cái chỗ lạc rang này 100 g thì mình sẽ cho vào trong này. Ớt băm mình cũng cho vào. Chỗ hành phi 20 g. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn thật đều cho tan những cái gia vị vào cái và hành quyện vào nhau. Thì mình sẽ đổ vào 150 ml dầu ăn. Cái dầu ăn này mình phi hành nha các bạn, thì mình sẽ bớt lại và sẽ đun sôi khoảng nhiệt độ từ 180 đến 200 độ. Mà khi dầu là nóng rồi mình sẽ cho vào cái hành mà mình vừa trộn gia vị, thì cho vào đây các bạn nhìn nó sôi lên thì nó sẽ thơm luôn cái hành lá của mình. Và mình sẽ trộn đảo thật đều. Sau khi đảo đều thì mình sẽ xúc cái hỗn hợp gia vị này, lạc rang, ớt và hành lá, mình sẽ cho vào mỗi một con khoảng 1 thìa. Mà mình sẽ rắc thật đều cho cái phần hành và phần lạc nhân, và mình sẽ rải hết vào cái chỗ hàu này của mình nha các bạn. Cái món hàu nướng này, mỡ hành này rất là ngon các bạn, đơn giản, thơm thơm mùi hành, ngọt béo ngậy của hàu, nó quyện vào nhau nó rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ đi nhóm bếp than để nướng hàu các bạn nhé. Đây mình nhóm bếp than này được, nó đã cháy rồi. Và trong cái lúc mà chờ đợi than cháy thì mình sẽ bắt đầu rải hàu ra vỉ nướng. Các bạn khi mà mình đi ra nhà hàng thì họ cũng làm món hàu nướng mỡ hành này, cũng rất là ngon và rất phù hợp với nghề Việt của mình ăn, rất là dễ ăn.
Như món hàu nướng phô mai thì ăn nó cũng rất là ngon, nhưng mà nó hơi tây tây một chút xíu. Ăn thì nó cũng khó khó ăn các bạn. Mình thì mình thích ăn kiểu nướng mỡ hành này. Nó dân dã và phù hợp với những người Việt Nam mình. Đấy, sau khi mình đã xếp xong rồi thì cái than hoa mà mình nhóm thì mình cũng giải ra. Và bây giờ mình chỉ cần cho lên bếp cái chỗ hàu này. Và nhiệt của mình cũng thật là từ từ các bạn nhé. Khi mà mình nướng hàu này thì sẽ nướng trong khoảng thời gian là 15 phút là sẽ được. Đấy, khi mà mình cho vào khoảng thời gian khoảng 5 phút là bắt đầu là cái con hàu bắt đầu nó sôi lên đây các bạn. Đấy, nó sẽ sôi sôi lên, mình sẽ cho sôi tầm khoảng 5 đến 7 phút thì mình sẽ bắt đầu bỏ ra các bạn nhé. Những cái con nào ở giữa nhiệt độ là cao hơn thì mình sẽ gấp ra trước, còn con nào ở ngoài mà nhiệt độ nó chưa tới thì mình sẽ san vào bên trong dần dần. Đấy các bạn nhìn hấp dẫn chưa, rất là hấp dẫn một cái con hàu này. Đấy, khi mà là chín rồi thì mình sẽ vớt ra những cái con mà nó ở giữa đấy, nó cũng cạn cạn rồi, và mình sẽ bắt đầu di chuyển những cái con ở ngoài vào trong. Đấy, những cái con như thế này là được rồi các bạn. Mình sẽ cho ra ngoài. Dần dần mình sẽ cho ra ngoài hết những con nào chín rồi. Hàu này mà ăn nướng thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Mùa khi mà mình ở nhà này, có rảnh bớt chút thời gian mua mấy cân hàu về nướng mỡ hành này, cả nhà cùng quây quần thêm được một cái món rất là ngon và lại đơn giản. Vị của cái món hàu nướng mỡ hành này thì nó sẽ thơm lừng của mùi hành khô các bạn, thơm phi thơm lên. Và cái hành lá của mình nó thơm và giòn giòn sật sật của lạc, ngọt béo của hàu. Một cái cảm giác rất là thích các bạn nhỉ. Ở nhà mà cùng với gia đình ăn cái món hàu nướng mỡ hành này thì thật là tuyệt. Và mình đã bỏ ra hết rồi các bạn. Và tất cả những con hàu nướng của mình như vậy là được rồi đấy các bạn. Mình sẽ cho ra hết. Và đây là cái chỗ hàu mình đã nướng được hoàn thành rồi các bạn. Khá là hấp dẫn các bạn nhỉ. Rất là ngon. Với cái hàu nướng mỡ hành này thì mình sẽ chấm vào cái muối chanh các bạn. Mình sẽ đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa mình mua một cái lọ muối chanh để chấm hải sản, chấm hàu, hoặc là các bạn cũng có thể mua một chút một tạt xanh cho với một chút xíu Maggi thôi là cũng được, chấm cũng rất là ngon. Và bây giờ mình xin phép mình sẽ ăn thử một con xem để cảm nhận nó vị như thế nào các bạn nhé. Đây, cái con hàu này rất là béo ngậy và ngon. Mình sẽ quyện vào với cái muối chấm muối chanh này, chấm hải sản. Mình sẽ ăn thêm một chút xíu lạc và hành này. Thật là tuyệt các bạn ạ. Ngon quá. Như vậy hôm nay mình đã chia sẻ xong với các bạn cách làm món hàu nướng mỡ hành. Các bạn nào thích video này của mình thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình.